Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn trong tháng 10 này là gì? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong tháng 10 này. Và đây là những trò bay chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụi một là những người nhẹ nhàng, tình cảm và rất là biết quan tâm người khác Ở đây mình thấy dường như có một số bạn có thể là đã từng trải qua cái giai đoạn khó khăn Hoặc là có thể có khoảng 10% một số bạn ở đây đã chia tay tình cũ à, Hoặc là cuộc sống của bạn dạo gần đây có những yếu tố đặc biệt, có những cái sự kiện bất ngờ nó diễn ra Nó khiến cho bạn có thể là cũng ngộ ra rất là nhiều điều được khai sáng ha mình thấy có thể là bạn cũng là một người rất là hy vọng cuộc sống của mình sẽ có sự thay đổi tích cực hơn rất là hy vọng mình sẽ có được một cuộc sống thoải mái an nhiên về vật chất tiền tài không cần phải lo nghĩ quá nhiều nữa và đồng thời những gì mình cố gắng thì mình sẽ có được cái thành quả xứng đáng ở đây thì có thể một số bạn đã hoặc đang trải qua một cái giai đoạn chia tay tình yêu hay tổn thương và có thể các bạn đang ở trong cái trạng thái chữa lành và chăm sóc cho chính mình Ờ, chăm sóc cho tinh thần lẫn thể chất của các bạn. các bạn đã biết tiết chế, chừng mực nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và cũng đã biết kiểm soát bản thân của bạn. À, ngoài ra hiện tại có thể một số bạn các bạn um, uh, sẽ có một sự um, mạnh mẽ hơn hoặc là sẽ tập trung vào tài chính hơn là tình yêu. hay các bạn có một cái sự không còn quá quan tâm đến chuyện tình yêu. dường như các bạn có sự theo kiểu xuôi theo dòng ha, và để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Ừ. Các bạn càng biết kiểm soát, tiết chế cái sự ham muốn hoặc là cái sự gọi là um, bốc đồng của mình thì các bạn càng hạnh phúc, uh, càng thoải mái hơn. Ừ. Và trong tình cảm của các bạn không cần phải vội. Nha. Mọi thứ nó sẽ đến đúng thời điểm, thời cơ. Ừ. Và hãy biết rằng những cái gì mà đó diễn ra trong cuộc sống của bạn mang tính bất ngờ hoặc là có những cái sự đổ vỡ gì đó um, để hướng dẫn các bạn đưa các bạn đến cái giai đoạn gọi là tự yêu thương với chính mình tự chữa lành cho chính mình mà biết trân trọng giá trị của mình nha rồi để mình xem coi họ là ai ha Đối tượng của bạn có thể cái người này cũng được khá là nhiều những cái thành công chiến thắng trong cuộc sống người này có thể là họ là một người cũng sống tình cảm như bạn, cũng là một người chân tình à, và ngoài ra họ cũng là một người biết suy nghĩ thấu đáo và đây cũng là một người biết lắng nghe và biết thấu hiểu người khác. người này cũng là một người sống lý trí thực tế ha à, và ngoài ra họ có rất là nhiều những cái um, niềm đam mê, nhiều ước mơ, nhiều khát vọng, nhiều hoài bão. cái người này mình thấy dường như họ đang trong cái trạng thái gọi là um, muốn phát triển thêm mở rộng nhiều thêm uh, cho chính mình cho cái tương lai của mình người này có thể dạo gần đây họ cũng đang trải qua cái giai đoạn nghỉ ngơi uh, chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần tuy nhiên mình thấy có thể trong thời gian tới họ sẽ không ở trong cái trạng thái gọi là uh, ngã ba đường nữa ha cái người này dường như họ sẽ bắt đầu có những cái bước phát triển trong tháng 10 này mình thấy là như vậy dường như họ đang ở trong cái trạng thái nghỉ ngơi đã đủ rồi họ đã phục hồi năng lượng sức sống và họ đã có khả năng ngộ ra khá là nhiều điều gì đó trong cuộc sống của họ và đây cũng là một người yêu thích nghệ thuật sự sáng tạo yêu cái đẹp và như mình nói họ cũng có nhiều thành tựu nhiều chiến thắng vẻ vang người này đôi khi có thể là có nhiều điều xảy ra thì họ sẽ thích ở một mình hơn là kết nối với nhiều người bởi vì họ thích sự bình yên sự yên lặng thì họ mới có thể tìm ra được cái nguyên nhân lý do và tìm ra được cái giải pháp rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong tháng 10 này thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha đây mình thấy đối tượng của các bạn mang năng lượng nữ xem tra bài nếu mà các bạn đang yêu thì mình thấy có thể năng là cái người này cái cảm xúc họ dành cho bạn đó là cảm xúc về gia đình họ cũng rất là đê mê rất là khao khát các bạn họ rất là si mê các bạn về cái khí chất sự thông minh sự khéo léo sự tự tin và cái vẻ bề ngoài của bạn cũng như là cơ thể của các bạn nha người này mình thấy có thể là họ muốn kết hôn với các bạn đó nhưng mà đây là một người họ biết lo xa cho nên là có thể hiện tại người này họ có nhiều cái điều còn phải phát triển hơn nữa. Cho nên họ sẽ tập trung vào công việc của mình để kiếm thật là nhiều tiền. Người này họ muốn cái tình yêu này nó sẽ có đi theo những cái bước tiến mà họ đã chuẩn bị. Giống như họ đã lên cái hoạch sẵn cho mối quan hệ này. Cho nên là họ sẽ không vội vàng. Và đối với họ thì bạn là cái người mà họ muốn kết hôn. Họ muốn đi từ từ. Và mình thấy có thể là... Đối tượng này có thể sắp tới họ sẽ có những hành động gì đó để... Bàn đến cái câu chuyện tương lai giữa hai người ừ. hoặc là đi du lịch đến với các bạn chẳng hạn à, có thể một số bạn các bạn à, sống, sống xa nhau yêu xa có thể là một người nước ngoài hoặc là à, các bạn là những người sống ở hai quốc gia khác nhau vân vân thấy là như vậy người này cảm thấy họ cảm thấy cũng rất là hạnh phúc cảm thấy vì hai người đã cùng nhau nỗ lực vun trồng cho cái tình yêu này phát triển ừ. và có thể họ cũng có sự đánh giá uh, lại cái tình yêu này trong tháng 10 này và có thể như mình nói họ sẽ lên kế hoạch tiếp theo là hướng tới gia đình với các bạn ha. hoặc nói với gia đình về câu chuyện tình yêu này nếu như là người này chưa nói hay gì đó hoặc là gặp gỡ gia đình nói chung họ sẽ nói nhiều về câu chuyện gia đình với các bạn hơn trong cái tháng 10 ở đây mình thấy có thể là có một số bạn là người cũ cũng có nè khoảng năm um, 50 trăm một số bạn là người cũ thì mình thấy có thể là cái người này họ vẫn còn nghĩ đến các bạn khá là nhiều trừ những cái trường hợp mà đã có người yêu hoặc đã có gia đình thì không có tính đến câu chuyện đó là họ chỉ hướng về gia đình hoặc là người yêu của họ thôi còn những người mà chưa có người yêu á ha yeah. hoặc là có một số bạn mới chia tay dạo gần đây thôi ha yeah. thì mình thấy có thể là cái người này họ còn trong tim họ, trong suy nghĩ của họ vẫn có hình bóng của bạn Và có thể là bạn vẫn đẹp trong mắt của họ Và họ vẫn nghĩ về các bạn tốt đẹp Và dường như cái người này cũng uh, nhìn về một cái quá trình giữa hai người Và có thể họ cũng có sự đánh giá cao bạn là một cái người tiềm năng nhất à, Để có thể gọi là tiến đến uh, giai đoạn hôn nhân uh, Người này dường như là mình thấy họ cũng đã nhìn ngắm rồi Cũng tính toán kỹ lưỡng rồi và có thể người này mình thấy họ sẽ hành động để họ có thể uh, nói chuyện nhắn tin hoặc là quan sát bạn từ xa và xem coi bạn như thế nào à, mình thấy giờ họ dường như vẫn còn theo dõi các bạn rất là nhiều và có thể cũng còn rất là khao khát uh, cái sự quan tâm sự yêu chiều của bạn ừ. cho nên là mình thấy những bạn nào mà ngắt kích nói chia tay và cái đối tượng này mình thấy họ sẽ muốn nói chuyện muốn hành động muốn làm hòa muốn thương lượng nha, muốn kiên trì và có thể trong tim họ vẫn là bạn duy nhất là bạn là cái người mà họ cảm thấy gần gũi quen thuộc hoặc là kiểu giống như là một cái người đem đến họ cảm cảm giác ấm áp rất là khác biệt so với người khác họ cảm thấy mối quan hệ này giống như định mệnh gì đó ha, cho nên là như mình nói người này họ sẽ dỡ hàng rào ra và nói chuyện với bạn hoặc là nhắn tin với các bạn ở đây để xem có còn cơ hội hay không ừ. những bạn yêu nhau thì nói chung giai đoạn này mình thấy người này họ cũng sẽ trò chuyện với bạn nhiều hơn hoặc là có thể họ nói với gia đình về chuyện giữa hai người hoặc là họ cũng có sự quan tâm nhiều đến sức khỏe của bạn nữa nhưng mà đôi khi người này họ cần phải tập trung vào công việc và có khả năng là đôi lúc uh, họ cũng sẽ có sự hơi xây uh, hàng rào hoặc kiểu như là họ có sự muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn à. và cái người này cũng có khuynh hướng và bảo vệ cái tình yêu này trong mối quan hệ này thì nói chung là um, người này cũng rất là muốn bạn quan tâm họ ha, nói chuyện tâm sự và cho họ biết được một những cái ước muốn suy nghĩ của bạn là gì họ không có muốn hai người quá rồi là lạnh lùng với nhau nha cho nên những bạn nào mà yêu nhau thì nên có những thời gian chia sẻ nói chuyện thậm chí người này họ không có thời gian cho bạn thì họ cũng mong muốn là bạn sẽ có gì thì cứ nói nhắn tin ha chứ đừng có sự im lặng hoặc là lạnh lùng hoặc là giận dỗi ừ. và đừng có sự nghi ngờ giai đoạn này người này cũng công việc mà có đội nhóm hay gì đó họ cũng sẽ họp bàn khá là nhiều đó ừ và dường như cái người này cũng có những vấn đề liên quan đến gia đình cha mẹ đâu đó cho nên là có thể là liên quan đến sức khỏe cho nên họ cũng gặp khó nhiều khá là nhiều những cái mệt mỏi ha họ cũng rất là mong muốn họ sẽ hiểu ha hiểu họ thì cái đối tượng của bạn người này là một người có học thức và luôn học thức và luôn tìm kiếm học hỏi họ những kiến thức tri thức mới hoặc là thích đọc sách nghiên cứu tài liệu à, nói chung đây cũng là một người giỏi và có thích làm giường và có khả năng dự dự đoán được tương lai ừ. chuyện gì sẽ đến hoặc là ngoài ra thì có thể đây cũng là một người bền bỉ kiên nhẫn và rất là khỏe mạnh điều này có thể hay bị cái chứng nhức đầu và có thể cũng có đạo hoặc là có thể cũng được nhiều người thích nghe những gì mà họ chia sẻ và họ rất là hiếu thảo với mẹ của họ nha rồi à, để mình xem đối với những bạn nam xem trả bài thì cảm xúc của họ và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong cái tháng 10 này Ở đây những bạn nào mà gọi là yêu nhau thì nói chung cái người này thật sự họ cũng cảm thấy mông lung trong cái mối quan hệ này. Đôi khi cũng không biết mối quan hệ này nó sẽ tiến hay lùi, không biết tương lai sẽ ra sao hoặc không biết là bạn sẽ như thế nào có hành động có kết nối lâu dài hay không, hoặc bạn có muốn gọi là tính đến câu chuyện xa xôi, hoặc là đi du lịch đến với họ hay không ha. Đây người này rất là mong muốn hai người sẽ gặp nhau, những bạn yêu nhau ở xa thì rất là mong muốn gặp nhau hoặc đi du lịch với nhau. Mà cũng cùng với bạn vượt qua những khó khăn thử thách trong mối quan hệ và họ mong bạn có sự hành động nhiều hơn còn người này có khinh hướng họ sẽ xem qua bạn đối xử với họ thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với bạn như vậy ngoài ra họ luôn mong mỏi chờ đợi tin nhắn tin tức từ các bạn à, có thể họ cũng lâu luôn gọi là ngắm nhìn hình ảnh của bạn mỗi ngày nữa người này có vẻ bạn thấy họ hơi bị động nhưng mà thực sự thì họ có đặt tâm tư vào mối quan hệ này chỉ là đôi khi họ có sự kìm hãm bớt họ cũng sợ yêu nhiều quá thì sẽ bạn không có uh, bạn không có một sự gọi là kiểu uh, nghiêm túc thì cái người nào sẽ đau khổ cho nên họ chỉ yêu khoảng 50% phần trăm thôi trừ khi khi nào họ cảm thấy uh, bạn đã có thực sự có sự đầu tư thực sự nghiêm túc hoặc là có sự gặp mặt nhau rồi hoặc là bạn thực hiện lời hứa rồi thì người này làm họ mới gọi là dốc hết sức mình trong mối hệ này um, trong cái câu chuyện tình yêu này thì mình thấy là có thể người này họ rất là muốn cái tình yêu này nó sẽ phải tiến triển nhanh hơn chứ đừng có ở trong cái trạng thái trì trệ hoặc là chậm chạp ừ. mình thấy người này họ rất là muốn cái tình yêu này nó có sự tươi đẹp như lúc các bạn mới quen á lúc mà các bạn hay nhắn tin thường xuyên qua lại tán tỉnh trò chuyện với nhau họ thích được như vậy ừ. họ không có thích cái sự im lìm hoặc họ không có thích cái sự gọi là không chia sẻ với họ ừ có gì thì cứ chia sẻ cứ nói ra đừng đeo mặt nạ hoặc là đừng có một sự giấu giếm à, người này họ luôn có một kiểu cảm nhận luôn có cái gì đó mà bạn có sự giấu giếm hoặc là bạn không nói với họ ừ. họ cảm thấy đôi khi có một cái sự xa cách à, giữa hai người ha. mà cái người này thì rất là mong muốn kết nối gắn kết hai người mật thiết à, và ngoài ra ở đây thì nếu mà họ có thể đến thăm bạn thì có thể họ cũng muốn đến luôn mình <laughs> thấy là như vậy ừ. thì nói chung họ cũng sẽ có sự nhắn tin rồi yêu đương và cũng có sự um, uh, cố gắng cân bằng để có thể giữ vững cái tình yêu này để hai người uh, um, sẽ có được cái cơ hội hội ngộ gặp gỡ ha hoặc là tiến đến giai đoạn xa hơn. Um. Ở đây mình thấy mọi thứ là do các bạn nam nha, uh, các bạn nam nên nhớ có chủ động quan tâm cũng như là um, đừng quá im lặng hoặc đừng quá lạnh lùng trong thời điểm này rất rất là dễ rồi là chia tay nếu như các bạn để cho cái người này họ cảm thấy mất an toàn hoặc có những cái sự nghĩ ngợi lung tung ừ. chỉ cần các bạn thật lòng nói ra rõ ràng câu chuyện hay có vấn đề gì đó cứ chia sẻ để cho người này họ hiểu bởi vì đôi khi họ không hiểu họ nghĩ sai thì đâm ra hai người có những cái mâu thuẫn tranh cãi rồi à, tổn thương nhau thấy là như vậy có khoảng hai trăm một số bạn nên chú ý cái vấn đề này không thôi là có thể một vài bạn sẽ à, không hiểu nhau rồi kết thúc rất là nhanh chóng nha còn nếu như các bạn biết giữ gìn tình yêu các bạn Các bạn biết chứng minh cho người yêu cảm thấy an toàn Và hai người có thể chia sẻ, thấu hiểu nhau Chân tình với nhau Thì tình yêu này cũng vẫn sẽ rất là phát triển Người này họ chỉ cần biết nhiều thông tin về bạn ha, Mong muốn suy nghĩ Hoặc là công việc của bạn tất tần tật mọi thứ thôi Chỉ là tại vì họ quan tâm các bạn nhiều thôi Và đôi khi họ cũng hơi con nít Cho nên là Con nít thì cần sự quan tâm Nha nên là đôi khi họ cũng muốn cho bạn thấy đôi khi họ cũng hơi khó chịu hay gì đó là để bạn thấy rằng họ cần bạn họ cần bạn gọi là quan tâm họ thôi muốn gây sự chú ý thôi chứ không phải là kiểu như là họ muốn chia tay hoặc là họ có ai đó khác những bạn yêu nhau thì như vậy còn những bạn nào ngắt kết nối chia tay rồi Các kết nối chia tay rồi thì mình thấy có thể là Có một số bạn các bạn chặn rồi ha. chặn rồi thì có thể người này họ sẽ tìm người mới nói chuyện tìm hiểu à, Khoảng 20 phần trăm có người chặn rồi và nếu mà không có chặn thì mình thấy người này cũng chờ đợi ha. chờ đợi xem bạn hành động như thế nào bạn có kết nối lại hay không còn họ thì họ cũng sẽ có sự gọi là tập trung vào bản thân cũng như cho bản thân mình cơ hội để có thể uh, mở rộng tìm hiểu những đối tượng khác nhưng mà dường như nếu mà không có chặn thì cái người này đâu đó họ cũng uh, hơi cân nhắc suy nghĩ liệu bạn có quay về hay không bạn có nhắn tin hay không à, và nếu như bạn nhắn tin họ sẽ trả lời đó <laughs> hoặc là những một số bạn ở đây mình thấy chặn nhưng mà thực sự vẫn còn một cái cơ hội vẫn còn một cái đường nào đó để có thể nói chuyện được à, nhưng mà họ cũng không quá kỳ vọng thấy là như vậy nói chung là những bạn chia tay cái người này họ vẫn còn nghĩ về các bạn vẫn còn nhớ các bạn chưa có quên được đâu rồi đôi khi cũng hơi kiểu tò mò không biết bạn có tìm về hay không ừ, kiểu vậy ở đây mình thấy trong tháng 10 này một số bạn mà yêu nhau cái người này có cái có cái khuynh hướng là hơi cô đơn hơi buồn bẻ hơi uh, quạnh vắng bởi vì có thể họ cảm thấy bạn quá chuyên tâm vào công việc hay bạn yêu công việc nhiều hơn Thấy bạn có một sự gọi là kiểu ơ hờ ha không quan tâm nhiều hoặc là bạn không chú ý với họ nhiều hoặc là bạn có những cái điều gì đó bạn cứ ôm giữ trong lòng bạn không nói ra Và cái người này không nói ra thì họ đâu có biết cái đường đâu mà họ có thể chia sẻ với các bạn kiểu vậy họ cảm thấy buồn và cô đơn mặc dù có thể họ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mà cái người này họ không có nhớ đến người khác chỉ nhớ đến bạn mà thôi họ cần sự quan tâm các bạn ừ. người này thì ơ hờ với người khác quan tâm đến các bạn nhưng mà họ cảm thấy dường như bạn lại có sự lạnh lẽo với họ ừ. ở đây thì mình thấy người này có khuynh hướng hơi kiểm soát cảm xúc kiểm soát cái mối quan hệ này nữa ừ cho nên là có một số bạn yêu nhau nếu mà các bạn không có một sự gọi là hiểu và có sự trao đổi qua lại nói chuyện hoặc là cho nhau biết được cái vấn đề giữa hai bên chia sẻ thấu hiểu thì rất là dễ chia tay đó ừ. à, tình yêu này có nếu giữ được hay không là ăn thua các bạn nam nha à, các bạn có biết gì tình yêu mà phấn đấu và có sự gọi là cố gắng cân bằng à, hoặc là cho người yêu mình cái sự niềm vui sự an toàn sự hạnh phúc tạo niềm tin cho cái người này ừ. người này mình thấy họ rất là muốn hai bạn sẽ có những cái khoảng thời gian rảnh rỗi để có thể nói chuyện tìm hiểu hoặc là đi chơi hoặc là có được cái cảm giác gọi là, là an tâm an toàn tự do à, cái người này họ cảm thấy như là họ có sự chờ đợi các bạn mà họ không, họ không biết là bạn có trân trọng cái sự chờ đợi này hay không ừ. họ cảm thấy chờ đợi trong mông lung ha trong lo lắng trong nghi ngờ họ cũng rất là muốn được tự do không có phải gọi là suy nghĩ nhiều hoặc là mệt mỏi nữa À, và cái người mà có thể chúc được những cái gánh nặng những cái lo lắng những cái uh, mệt mỏi này của họ là bạn ha, là bạn người này rất là muốn bạn sung phong bạn gọi là kiểu hành động cho họ thấy được họ uh, bạn thật sự muốn ha, hoặc là nói cho họ biết được cái tương lai mà bạn muốn cho mối quan hệ này là gì ừ. họ cảm thấy như có mình họ cố gắng thôi và không có thấy bạn uh, cố gắng cho cái tình yêu này mà bạn chỉ dù đầu trong công việc thôi ha. người này có khuynh hướng bị lạc lỏng nha đây mình thấy là như vậy còn những bạn ngắt kết nối chia tay có thể cái người này như mình nói là họ vẫn còn nghĩ còn nhớ và có thể họ nghĩ không biết là bạn như thế nào công việc ra sao và bạn có hành động gì hay không còn họ thì họ cũng tập trung vào công việc của mình chăm chỉ nỗ lực làm việc và bắt đầu những cái dự án những cái điều gì đó mới mẻ cho bản thân uhm còn cái tình yêu này họ nghĩ nếu mà có quay lại hay không là ăn thua các bạn thôi còn họ thì họ không có chủ động ừ. bạn họ bạn có muốn quay lại hay không là do ý của bạn bạn có biết trân trọng họ hay không còn bạn không trân trọng bạn không muốn quay lại bạn không có hành động gì hết thì thôi ha mỗi người mỗi hướng ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích là hãy có sự gọi là bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi hãy có một cái sự để cho thời gian trả lời hãy cho nhau thời gian hãy kiên nhẫn và hãy tưởng tượng rằng những cái suy nghĩ không mong muốn của bạn sẽ được giải quyết và đưa mọi thứ ra cái sự sáng tỏ hơn và dọn chỗ cho những cái cơ hội mới và những cái tiềm năng mới cho cuộc sống của các bạn hãy tưởng tượng mọi vấn đề của bạn đã được giải quyết rồi ha? và tinh thần của bạn có sự gọi là buông bỏ được những cái vấn đề khi mà cảm thấy mệt mỏi áp lực và sẵn sàng cho những cái bước tiến mới cho hành trình của các bạn các bạn đừng quá kiểm soát uhm. kiểm soát nhiều nó mệt mỏi mà chẳng giúp ích được gì cho cái tương lai của mình cả và cái việc mà mình đánh giá về cái người người đó thì chỉ mang đến cho cái tình yêu này một cái sự không hạnh phúc thôi, tình yêu và sự chấp nhận lẫn nhau. Nó sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn nó có sự chuyển đổi một cách kỳ diệu ha. Còn các bạn cứ đánh giá nhận xét rồi so sánh rất là dễ khiến cho tình yêu của các bạn nó trở nên gọi là phai nhạt hoặc là nó bị tan vỡ đó. Cho nên thay vì các bạn gọi là trách móc hay là khó chịu với người yêu của mình thì các bạn hãy biết rằng khi mà bạn rời khỏi thế giới này bạn không có thể mang bất cứ điều gì cả ngoại trừ linh hồn của bạn và những kỷ niệm mà bạn đã chia sẻ với người yêu thương hãy tạo nhiều kỷ niệm tốt đẹp hơn để các bạn không bỏ lỡ cái tình yêu tươi tốt của chính mình nha ở đây mình thấy mặc dù vậy có thể một số bạn cũng có những cái sự lãng mạn ở đây nha yeah. À, ngoài ra thì có thể một số bạn uh, có người cũ hay gì đó chia tay gì đó thì mình thấy là các bạn hãy tưởng tượng như cái vấn đề mà rắc rối lận đận của bạn được giải quyết rồi và hãy uh, bắt đầu một cuộc sống mới đón nhận những cơ hội tiềm năng những gì mà gọi là tốt đẹp đến với các bạn đừng mãi nghĩ về quá khứ ha, nghĩ về người cũ nếu có duyên thì sẽ quay lại còn không thì thôi cứ tiếp tục dưỡng dàng trên hành trình của mình đã đến lúc các bạn sẽ bắt đầu những cái uh, giai đoạn tươi mới hoặc là trở thành một người có một cái nguồn năng lượng mới uhm. Và những bạn nhắc kết nối chia tay chỉ có thể quay lại Khi mà hai người đã có một cái sự gọi là gọi rửa sạch sẽ những cái điều cũ Hoặc là thay đổi tinh thần suy nghĩ của mình Và có sự hòa hợp cái nguồn năng lượng với nhau Thì may ra mới có thể kết nối Còn không thì có thể là đã đến lúc các bạn phải bắt đầu Một cái cuộc sống mới với những cái sự rút kinh nghiệm Trong quá khứ để bắt đầu một cái tình yêu Hoặc là tình yêu thương bản thân của mình trước Thì bạn mới có thể thu hút được một cái người phù hợp với các bạn. Và mình thấy có một vài bạn ở đây là các bạn sẽ có tình yêu đến. Nếu như các bạn không còn muốn quen người cũ hay gì đó nữa, ha hoặc là mối quan hệ đó không còn có cơ thể cơ có thể gọi là quay trở về nữa thì có tình yêu đến. Nhưng mà hãy chọn lọc phù hợp các bạn yêu bản thân là các bạn có tiêu chuẩn các bạn biết chọn lọc phù hợp chứ không phải ai các bạn cũng quen ha à, à, không phải ai các bạn cũng cho cơ hội chỉ khi nào một người bạn cảm thấy à, có đủ những cái tố chất những cái điều bạn cần và cảm thấy có thể đi lâu dài và an toàn thì kết nối còn cảm thấy người đó không xứng đáng không phù hợp không cần phải mất thời gian của cả đôi bên nha yeah. cung hoàng đạo nói bằng cho các bạn thấy là của bạn của người đó kim ngưu nhân mã trong tử phần này là phần phụ thôi ha, à, sư tử, chữ nữ, bạch dương, rồi chữ cái trong tên, chữ v, chữ a, chữ t, chữ u, chữ f, chữ w, chữ m, chữ o chữ cờ chữ s chữ khiêu, chữ y ngắn chữ r rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong tháng 10 này và đây là những trò bài chung bên nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán và có sự gọi là có khả năng lãnh đạo đây mình thấy có thể các bạn cũng rất là yêu thương gia đình cha mẹ các bạn là những người làm gì cũng có một sự gọi là tính toán thận trọng ha? và gọi là những người rất là yêu kiếm tiền ừ. là những người có khả năng làm ra tài tài chính tiền bạc rất là tốt và có khả năng nhảy bén trong cái việc gọi là tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập hiện tại dường như mình thấy các bạn đang ở trong cái trạng thái làm mới chính mình hoặc là muốn theo đuổi một cái sự nghiệp hoặc là một cái dự án gì đó mới mẻ ừ và ngoài ra thì mình thấy các bạn cũng là một người rất là yêu trẻ con trẻ thơ một số bạn có thể cũng có con riêng hoặc là um, các bạn có thể cũng đang có một cái sự gọi là muốn làm mới làm uh, trẻ hóa chính mình ha các bạn có thể là sẽ năng tập thể dục hơn hoặc là các bạn có khả năng làm um, ăn uống có sự uh, kỹ lưỡng hơn ha, kiểu vậy dường như một số bạn mới có được công việc mới hoặc là có thể muốn nắm bắt một cái dự án kế hoạch gì đó mà bạn chắc chắn rằng nó sẽ thành công kỹ vậy Ở ừ. đây mình thấy có thể là bạn cũng đang chờ đợi tin tức tin nhắn hoặc là thông báo gì đó ở đây một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn là một người tuổi trẻ tài cao không? mình thấy các bạn có thể là có rất là nhiều người lớn tuổi thích các bạn hoặc là có thể các bạn cũng được rất là nhiều người trẻ hơn hoặc có sự ngưỡng mộ các bạn nói chung mà mình thấy dường như có bạn được rất là được lòng mọi người đó ừ. đặc biệt mình thấy có thể là ba mẹ của bạn cũng rất là quan tâm đến câu chuyện tình yêu của các bạn <laughs> rồi để mình xem coi họ là ai ha đối tượng của bạn có thể là cái người này là một người họ cũng giống như bạn cũng đang có một sự rồi là làm mới thay đổi cái gì đó trong cuộc sống và đây là một người có thể cũng có tính hơi hiếu kỳ hoặc là là một người luôn học hỏi những gì đó mới mẻ là không có thích dậm chân tại chỗ chẳng hạn luôn tìm cách để có thể gọi là giúp cho cuộc sống mình tốt hơn người này có thể là họ đang ở trong cái trạng thái hơi bận rộn hoặc là có thể họ đang bị bế tắc bị mắc kẹt một cái gì đó ừ thay một số bạn các bạn quen nhau qua trang mạng và các bạn chưa gặp mặt trực tiếp à, cái đối tượng này thì mình thấy có thể là họ cũng là một người nhẹ nhàng nhân từ ha nhưng mà cũng là một người hoạt bát và sôi nổi và người này có thể họ cũng rất là giỏi kiếm tiền đây mình thấy có thể các bạn là những người biết lo cho sự nghiệp biết lo cho tương lai và ngoài ra thì có thể là các bạn cũng là một người có một sự gọi là nói được làm được ha là những người có một cái tinh thần rất là ổn định hoặc là có thể cũng đã trải qua rất là nhiều thăng trầm thử thách ở đây mình thấy dường như có nhiều người ở đây đã thành công rồi và bây giờ các bạn đang chuyển hướng sang một cái giai đoạn gì đó gọi là phát triển hơn hoặc là muốn làm mới ha, mọi thứ mở rộng cơ hội đến với mình các bạn là những người kiểu như là không có ngủ quên trong chiến thắng và các bạn sẽ luôn gọi là tạo nên những cái thành tựu mới mẻ Ừ. ở đây mình thấy các bạn toàn là những người mang cái nguồn năng lượng của sự gọi là làm chủ ha của sự lãnh đạo sự cầm quyền ừ. và dường như các bạn là những người biết đầu tư khôn ngoan hoặc là những người có tài chính dưỡng chắc an toàn hoặc là rất là nhạy bén trong kinh doanh làm ăn đó nói chung là như vậy rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem ra bài thì cảm xúc và hành động họ dành cho bạn thế nào trong cái tháng 10 này thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha ở đây có một số bạn có khả năng là còn ở trong cái trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu còn là cờ rớt của nhau rồi cảm xúc họ dành cho bạn nữ thế nào trong mây đoạn tháng 10 này. Ở đây mình thấy những cái người bạn mà đang yêu nhau á, thì mình thấy các bạn nên thận trọng tháng 10 này không thôi các bạn rất là dễ chia tay cái kết nối nha yeah. bởi vì cái người này trong tháng 10 này họ sẽ rất là lạnh lùng hoặc họ sẽ không quan tâm đến bạn nhiều lắm có thể là do công việc của họ có vấn đề và họ rất là bận rộn ha và có thể người này có thể là uh, cạnh tranh nhiều và họ luôn phải cố gắng giữ gìn cái um, công việc của mình sợ mất việc hoặc là phải tìm hiểu thông tin hoặc là có thể trao dồi kiến thức gì đó để giải quyết cái vấn đề công việc của họ. Cho nên cái người này có khuynh hướng họ sẽ khép kín khép mình lại và họ có sự gọi là chậm chạp hoặc họ sẽ không có nói chuyện nhiều hoặc họ sẽ không thể hiện nhiều. Họ cần thời gian nghỉ ngơi. Ừ, dường như họ có sự bế quan tỏa cản trong thời điểm này luôn. Cho nên là nếu như hai người không có sự nói chuyện rõ ràng với nhau. hoặc là có thể ngang khả năng là có một số trường hợp hai người hiểu lầm cái người này họ hiện nghĩ là bạn có sự lừa dối hoặc là quen ai đó khác ngoài họ à, nhưng mà họ không nói ra cho à, nên là các bạn nên kỹ lưỡng hơn trong lời ăn tiếng nói cách cư xử với nhau để tránh hiểu lầm rồi đâm ra chia tay có thể là chia tay do có vấn đề hai người nghi ngờ nhau người này nghi ngờ bạn hoặc là bạn nghi ngờ người này à, mình thấy người này thì có thể là họ chỉ muốn được bình yên thôi họ không có muốn gọi là nói tới tương lai ha, mà họ chỉ muốn giải quyết những vấn đề ở hiện tại của bản thân cái người này có khuynh hướng là họ sẽ giải quyết vấn đề của bản thân mình cần có thời gian cho chính mình họ cũng không có quá nhiều cảm xúc yêu nữa thì mình thấy là như vậy cho nên những lúc mà họ cần thời gian thì các bạn cứ để cho họ có thời gian đừng có kiểm soát các bạn kiểm soát thì họ càng dễ chống đói và họ sẽ có khuynh hướng là sẽ ra đi. Ừ. Nếu như bạn có những lời nói gì đó khiến họ khó chịu, họ sẽ chọn cách im lặng rời đi. Nha. Người này có khuynh hướng họ thích uh, kiếm tiền hơn là kiếm chuyện cũng như là đối với họ thì mình thấy họ tập trung vào công việc kiếm tiền là nhiều. Họ phải um, uh, đi công tác nhiều hoặc là họ còn phải gọi là họp bàn nhiều trong đội nhóm. Nói chung là rất là bận rộn và họ sợ mất mát, sợ uh, thiếu thốn hoặc là sợ rớt chất hay bất cứ điều gì đó Nói chung là như vậy người này không có cái cảm giác trạng thái yêu đâu trong tháng 10 này những bạn này yêu nhau thì mình thấy có thể là nên nói chuyện rõ ràng à, thỏa hiệp giữa hai người để có không có vấn đề gọi là tiêu cực xảy ra giai đoạn này mà chia mà có sự tranh cãi là người này họ đi luôn nha chứ họ không quay về à, còn nếu như các bạn có thể điềm tĩnh và có khả năng cân bằng và biết hiểu nhau thì có thể cái người này họ sẽ cố gắng hoàn tất mọi thứ cho xong giải quyết vấn đề của họ và có khả năng là cuối tháng thì họ sẽ có một sự quan tâm đến bạn nhiều hơn hoặc là ở đây mình thấy dường như có một số trường hợp là có gia đình tác động nha có sự bàn bạc tác động gì đó từ gia đình chẳng hạn cho nên nó khiến cho cái mối quan hệ này nó nó không thành công là như vậy Thì mình thấy những bạn yêu nhau là như vậy Hoặc là gia đình của họ có vấn đề gì đó Mà họ Họ buộc phải giải quyết ừ, Tình trạng à, Họ là cái người đứng ra phải lo liệu mọi thứ Và khi mà mọi việc nó Họ cảm thấy gồng gánh Hoặc gánh trên lưng mình quá nhiều cái vấn đề Thì cái người này họ sẽ cảm thấy đuối sức Họ cảm thấy họ không thể cho bạn cái tương lai Và họ sẽ chọn cái phương thức im lặng Và rời đi hoàn toàn Nha yeah. Và nếu như ai đó cố ý rời khỏi cuộc sống của các bạn thì có nghĩa là họ không có xứng đáng hoặc là họ không có dành cho các bạn Chỉ là bài học thôi Thì việc của các bạn là cứ thả trôi, cứ buông bỏ Không gì phải gọi là buồn bã hay đau buồn gì cả Bởi vì duyên đã cạn hoặc là đã xong nợ nần với nhau rồi Cho nên có những người họ sẽ rời khỏi mình cuộc sống của mình một cách đột ngột Là do các bạn đã hết duyên hết nợ rồi, các bạn đã được giải phóng rồi và nếu như các bạn ở trong cái mối quan hệ đó thì các bạn cũng sẽ không an toàn Bởi vì cái người đã chọn rời khỏi bạn một cách im lặng như vậy Thì tương lai họ cũng sẽ hành động nhiều lần như thế Hoặc thậm chí khả năng gần cưới họ chơi cái kiểu gọi là bỏ đi im lặng Là bạn sẽ khổ cả đời Cho nên là hãy biết ơn nếu như có những người nào đó rời khỏi cuộc sống của mình Có nghĩa là họ không xứng đáng Và bạn không dành cho họ Bạn là một người, một món quà cho nên ai không xứng đáng món quà đó sẽ được loại sẽ bị loại bỏ thì mình thấy là như vậy. ở đây đối với những bạn mà quen cờ rớt hay gì đó một số bạn quen xa thì mình thấy các bạn nên tìm hiểu kỹ để tránh gặp phải những người đã có vợ ha. rồi đâm ra gây cho bạn cái sự gọi là nhức nhối. À, cho nên là mình thấy có khả năng một số bạn các bạn cũng sẽ giải quyết những cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này một cách rõ ràng ở đây mình thấy có thể um, một số bạn có thể là bạn sẽ um, trên tình bạn dưới tình yêu nhưng mà các bạn cảm thấy không phù hợp là các bạn cũng sẽ cho yeah luôn ha các bạn không có để cho bản thân của mình ở trong những cái mối quan hệ mù mờ mập mờ không hiểu rõ và không có an toàn à, mình thấy có thể năng là các bạn sẽ có rất là nhiều cờ rớt ở đây nha chứ không phải một người đâu <laughs> có nhiều người mang năng lượng nam xuất hiện lắm cho bạn có quyền lựa chọn và mình thấy bạn sẽ chọn cái người nào thật sự xứng đáng có thể đi lâu dài có thể đồng hành và mình thấy có thể giai đoạn cuối tháng 10 có thể bạn sẽ gặp được cái người cũng khá là hợp hợp với các bạn và có sự gọi là nói chuyện cũng như tìm hiểu về nhau giống như bạn bè trước và mình thấy các bạn cũng chưa quá gọi là tha tha thiết với tình yêu mà các bạn sẽ tập trung hơn vào gia đình người thân À, cha mẹ cũng như là nâng cao cái uh, khí chất nâng cao cái sự nghiệp cũng như là vẻ đẹp của các bạn trước ừ. thì uh, những bạn uh, cờ rớt là như vậy còn những bạn nào mà gọi là ngắt kết nói chia tay thì giai đoạn này có thể là cái người này họ họ im lặng hoàn toàn với các bạn ừ họ lo họ kiếm tiền rồi họ có nhiều việc cần phải giải quyết trong thời điểm này có thể họ cả bị cạnh tranh trong công việc rồi họ còn nhức nhói trong cái mối quan hệ này họ muốn có không gian yên yên ắng và họ có cái sự ích kỷ nữa cho nên là nhiều bạn ở đây ngắt kết nối chia tay là mình thấy có thể là khó có thể kết nối lại ừ. hoặc có một số trường hợp có gia đình tác động cho nên khó có thể kết nối ha khoảng 80% là rời đi luôn là xong cái mối quan hệ đó rồi đó và có thể trong lòng họ thì họ vẫn xem bạn là một người cho họ những bài học trong tình yêu hoặc là bạn xem họ là một người như vậy Dường như những cái bạn mà nhắc cái nói chia tay khoảng 80% cái người này họ họ gạnh, họ có sự gọi là nặng gánh gia đình à. cho nên là và là một người đam mê công việc một người hơi vị kỷ lo cho bản thân cho nên là họ đi là xứng đáng rồi các bạn không còn phải lo lắng Níu kéo hoặc là nhớ nhung gì cả ừ. Chỉ có khoảng 10% là vẫn còn nghĩ, vẫn còn trân trọng và vẫn còn muốn kết nối thôi Còn đa số là mình thấy là rời đi hoàn toàn luôn ừ. Hoặc là có thể cái người này á Rời đi hoàn toàn là bởi vì họ nghĩ họ không thể lo được cho bạn ừ. Cuộc sống của họ đang có nhiều cái sự gọi là khó chịu hoặc khó khăn Cho nên là họ không thể cho bạn được cuộc hôn nhân hạnh phúc Cho nên họ chọn cách rời đi luôn ha. Rời đi hoàn toàn ừ thì như vậy họ nghĩ họ nghĩ là như vậy nó sẽ hay hơn ha. cho nên là mình thấy có thể tháng 10 này các bạn nên biết yêu thương bản thân của mình đừng trong đợi bất kỳ ai yêu thương mình mà hãy yêu thương bản thân của mình chăm sóc chính mình quan tâm bản thân mình và gia đình của mình thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn bởi vì giai đoạn này ai cũng có nhiều vấn đề phải lo lắng lo nghĩ hết cho nên là mình không thể trong trông đợi sự quan tâm từ người khác mà hãy mình hãy cho bản thân mình cái sự quan tâm đó ha. rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong cái giai đoạn tháng 10 này ở đây mình thấy có thể là trong cái mối quan hệ này tháng 10 này uh, những bạn nào mà yêu nhau thì có thể là bạn đừng có um, bí mật hoặc là che giấu gì hết cứ thể hiện cứ chia sẻ cho người này hiểu rõ không hoa người này có khuynh hướng hoặc cảm thấy bạn cứ im lặng Thấy bạn cứ phòng hừa hoặc là bạn phòng thủ gì đó với họ thì họ nghĩ rằng ừ, có thể bạn thay lòng bạn có ai đó khác họ có sự nghi ngờ và cái sự chung thủy của bạn uhm. và chỉ có bạn mới có thể cứu bạn được cái mối quan hệ này khi mà bạn gọi là À, biết thật sự gọi là chia sẻ những câu chuyện thật lòng với người này. Ha. Người này khi mà biết bạn có những vấn đề gì đó họ sẽ rất là kiên nhẫn và có thể cùng với bạn chia sẻ vượt qua à, và có thể hung đúc tinh thần để bạn có thể chiến thắng hoàn cảnh. Ừ. Ở đây mình thấy người này họ rất là mong muốn là có một cái sự công khai trong mối quan hệ này họ thật sự trung thành với các bạn. Ha. Họ không có nghĩ ai, đó, nghĩ đến ai khác ngoài ngoài bạn cả. À, và mặc dù có thể có những người thích họ nhưng mà cái người này họ có sự phòng thủ và luôn giữ chữ tính sự trung thực à, và họ có sự say rào luôn à, mặc dù có tình yêu này đôi khi có khả năng cũng khiến cho cái người này họ cảm thấy hoang mang hoặc là không biết sẽ như thế nào hoặc là bạn cũng không có cho họ cái tình cảm nhiều nhưng mà có thể họ dẫn sang bạn là định mệnh là cái người mà họ cảm thấy may mắn khi có được và họ sẽ cố gắng gìn giữ nhưng mà có giữ được hay không là do ở các bạn nam thôi yeah. Các bạn có cố gắng vì họ hay không thôi. Người này họ cũng sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình cũng cố gắng chăm chỉ để có thể thành công thành tựu. Họ mong rằng cái tình yêu này sẽ có những cái sự biến đổi để hai người có thể gọi là mau chóng gặp gỡ nhau hoặc là công khai mối quan hệ này bởi vì người này họ họ cảm thấy trân trọng tình yêu này, họ cảm thấy may mắn khi có được các bạn họ rất là muốn được mọi người uh, khen hoặc là được mọi người uh, Uh, chúc mừng vân vân uh. người này rất là thật lòng và trung thủy và họ cũng mất rất là mong muốn bạn có sự trung thủy thật lòng với họ người này trong tháng 10 này họ sẽ luôn có cảm giác cảm thấy nhớ nhung cảm thấy thiếu hụt tình cảm cảm thấy trống trải mà có thể là họ cũng lo lắng sợ bạn có vấn đề về sức khỏe hoặc là họ có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn ừ, cho nên họ cũng sẽ dành thời gian để chữa lành sức khỏe của mình và cũng hy vọng bạn sẽ khỏe mạnh à, nói chung là cái người này họ yêu các bạn họ rất là muốn tiến đến hôn nhân nhưng mà đôi khi họ cũng cảm thấy hơi hơi hụt hẫng hoặc là họ cảm thấy trong mối quan hệ này luôn cảm thấy cô đơn và không biết khi nào ha hai người bạn sẽ hành động để cho hai người có thể kết thúc sự cô đơn này để tiến đến hôn nhân với nhau bạn chính là cái người có thể chữa lành uh, cái mối quan hệ này chữa lành cái tình cảnh này ha, hoặc bạn chính là cái người đem đến hy vọng cho họ đó người này thì có thể họ nghĩ rằng cái vấn đề không phải ở họ mà ở các bạn thôi Ha, thì họ rất là kiên nhẫn và chờ đợi và luôn giữ một mực chung thủy và luôn hướng đến cái giai đoạn uh, hướng đến một cái mái ấm gia đình cho bạn còn riêng bạn họ cảm thấy bạn có sự không có đầu tư bạn uh, có thể có vấn đề về sức khỏe thì họ cũng cho bạn không gian thời gian để chữa lành nhưng mà họ cảm thấy bạn có điều gì đó mà bạn cứ uh, kiểu như họ có khinh hướng họ cứ bị gọi là chạy đuổi theo các bạn và bạn có một sự tránh né họ kiểu vậy um, hoặc là họ nói đến câu chuyện hôn nhân thì bạn lại có một sự không có uh, À, không có sự kiểu hưởng ứng ha. Thấy cứ né né tránh tránh sao đó, cho nên cái người này họ cũng không biết như thế nào. Nhưng mà ở đây mình thấy thể người này họ sẽ họ cũng đôi khi hơi nghi ngờ lo lắng thôi chứ thực sự. Cái điểm họ lo sợ nhất là sợ bạn không được khỏe thôi ha và ngoài ra thì có thể họ cũng đôi khi cũng sợ gia đình của bạn không thích họ nữa, có sợ can ngăn từ gia đình. À, cho nên người này họ cũng suy nghĩ nhiều. Đôi khi họ có khả năng nghĩ ra những cái lý do để có thể bào chữa cho các bạn. Như là ở bạn bận rộn hoặc là có thể là bạn cần thời gian nghỉ ngơi thoải mái rồi bạn mới có thể có sức để có thể tính đến cái câu chuyện tương lai. Ừ, hoặc là do suy thoái kinh tế, mọi thứ đang khó khăn và bạn chưa có đầy đủ tinh thần vật chất để có thể cho họ cái đám cưới kiểu vậy họ luôn nghĩ điều đúng đắn cho các bạn thôi ừ. chỉ là đôi khi bạn quá hờ hững hoặc không quan tâm đến thì cái người này họ cũng hơi buồn bã ừ. cảm thấy lẽ lo chống trải tự mình phải cố gắng uh, giữ gìn cái tình yêu này trong khi họ cảm thấy bạn cứ tập trung vào bản thân và không thấy cái gì hết cả và đôi khi cũng hơi lạc lõng và cảm thấy không biết là mình đã đầu tư đúng người hay chưa phải đây là người của mình hay không Ừ. À, những bạn nào mà gọi là ngắt cái nói chia tay thì mình thấy người này à, có thể là họ đã tuân theo định mệnh rồi họ đã xuôi theo dòng rồi và họ đã có một cái sự gọi là thay đổi tư duy rồi họ không có để bản thân của mình à, quá lụy tình hoặc là tổn thương nữa mà họ sẽ có một sự tập trung vào bản thân yêu thương bản thân tập trung vào công việc vào những người yêu thương họ và ừ, tập trung vào thành công sự chiến thắng còn riêng bạn thì có quay về hay không đó là quyền ở các bạn thôi còn họ thì họ sẽ không có hành động gì cả bởi vì cái mối quan hệ này nó là cái một cái vòng lặp họ cũng đã cố gắng thay đổi sau những cái vòng lặp đó nhưng mà bạn không có sự gọi là thay đổi cùng bạn sẽ bạn có một cái sự gọi là làm theo ý mình nha thì cái người này họ cảm thấy là những cái sự cố gắng của họ đã đến hồi kết rồi à, bởi vì bạn đâu có cố gắng đâu người này có thể là họ cũng đã mong muốn hai người tiến đến hôn nhân nhưng mà có thể do cái mối quan hệ này họ cảm thấy bạn thiếu sự đầu tư ha hoặc là bạn luôn ơ hờ không có quan tâm cho mấy ừ, có một số người bạn yêu xa có thể người này họ nghi ngờ là có thể là bạn đã có người khác đã có gia đình rồi cho nên bạn mới có những hành động như vậy hoặc là gia đình không cho phép vân vân nói chung người này họ chấp nhận và họ sẽ tập trung vào chữa lành bản thân mình những vết thương và tập trung vào cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như quan tâm nhiều đến gia đình của mình hơn còn bạn có về hay không là tùy ở các bạn thôi họ không quan tâm nữa mặc dù họ cũng rất là cô đơn và buồn bã nhưng mà họ đã tìm học được cái sự cân bằng rồi và cũng hy vọng nếu như bạn có bệnh tật hay là sau đó thì bạn cũng sẽ khỏe mạnh hoặc là công việc bạn phát triển tốt đẹp hoặc là gia đình của bạn được im ấm à, còn nếu như bạn muốn uh, tìm kiếm một ai đó thì cũng chúc bạn hạnh phúc nói chung là cái người này họ đã có một cái trạng thái kiểu um, tha thứ ha, bao dung còn riêng họ thì dù ai có sự rời đi khỏi họ dù họ đã cố gắng rất là nhiều thì họ cũng tin vào luật nhân quả họ tin là họ làm tốt thì mọi thứ sẽ tốt đẹp họ sẽ họ trong tình yêu này họ không có làm gì sai trái với các bạn nên là mình thấy dù bạn có rời đi thì họ cũng không có lấy đó làm quá gọi là tiếc nuối hoặc là hối hận bởi vì họ đã làm hết sức mình rồi họ đã cố gắng gìn giữ mối quan hệ này mà không có thuận lợi thì thôi những bạn mà nghe cái nói chia tay á còn bạn nào mà cờ rớt mà bạn tìm hiểu người này mà bạn không thể hiện sự chủ động không hành động nhiều và không cho họ thấy được cái sự an toàn hoặc là cái sự cố gắng thì cái người này họ sẽ rất là dứt khoát và quyết đoán rời đi đó kiểu vậy chung cái người này mình thấy dường như bây giờ họ có người yêu cũng được không có cũng không sao có gia đình cũng được không có cũng không sao <laughs> kiểu vậy họ đã quen với cuộc sống độc thân rồi cho nên là um, Ai muốn theo đuổi, ai muốn yêu họ thì phải cho họ thấy được cái sự quyết tâm, sự cố gắng và sự kiên trì à, Mình thấy là như vậy ha Người này có thể là họ cũng không có quan tâm mấy về tình yêu cho lắm Trừ khi ai đó cho họ cái ấn tượng tốt và cho họ cái cảm thấy giác an toàn hoặc là đúng tiêu chuẩn Thì họ mới mở lòng Còn nếu bị động hoặc là không thể hiện hoặc là không có sự an toàn à, Người này họ là một người rất là biết cách nhìn người nha Có trực giác rất là cao á nên họ có sự xuôi theo số phận định mệnh ha, để xem coi ân trên sẽ đem mai ai đến cho họ còn riêng họ họ sẽ tập trung vào phát triển những cái công việc sự nghiệp cuộc sống của mình sức khỏe của mình ở đây đây là thời điểm quan trọng ngay bây giờ để bạn có thể lùi lại và dành thời gian một mình wow rất là liên kết thay vì các bạn gọi là đặt sự tập trung của mình vào người khác thì bây giờ thời điểm là bạn cho chính mình dành thời gian đó cho chính mình thì sẽ hay hơn thời gian này mọi người đều phải chấp nhận hoặc là có một sự gọi là vượt qua cái giai đoạn cũ để chấp để um, trước khi những cái thứ mới nó có thể bước vào cuộc sống cho nên các bạn hãy Uh, buông bỏ những gì mà cảm thấy không có thể giải quyết được những cái gì mà mình không thể kiểm soát được và để cho mọi thứ đó diễn ra một cách tự nhiên và nó sẽ được gọi là thay đổi ha. một cách tích cực hơn là các bạn có sự kiểm soát uh, và có sự gọi là trông mong quá nhiều thì các bạn sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi cứ xu theo dòng thôi và đồng thời đừng có đưa ra quyết định dựa vào những cái lỗi lầm hoặc những gì bạn nghĩ là bạn nên làm uh, các bạn hãy có một sự thành thật với chính mình và bạn có sự thành thật với người khác ừ. hãy suy nghĩ kỹ trước khi mình quyết định ừ. và đừng nhìn về những cái gì mà gọi là tiêu cực trước mắt và hãy suy nghĩ cẩn thận để tránh hiểu lầm trong mối quan hệ rồi đưa ra những quyết định sai Ở đây các bạn có thể gần gũi với nhau Nhưng mà hãy cho nhau không gian riêng nha Tình yêu là một cái um, tình cảm mà không có sự phàn nàn Nó chỉ đơn giản là có sự cho đi và nhận lại một cách cân bằng thôi ừ. Các bạn mà nhiều sự phàn nàn quá là Đặc biệt các bạn nữ <laughs> Phàn nàn nhiều quá là cái người nam này Họ sẽ rời đi Hoặc cái người nam phàn nàn nhiều quá Người nữ này sẽ cảm thấy khó chịu Nói chung là yêu là có sự trân trọng những cái điều tốt đẹp Mà đối phương nhìn cho nhau Chứ không phải là một cái sự gây hấn tranh cãi hoặc là luôn cho mình là đúng đòi hỏi ha. Nếu như cái tình yêu đó mà bạn cảm thấy ở ừ, uh, thiếu thốn hoặc là cảm thấy ở cái người đó luôn khiến như mình cảm thấy thiếu hụt, không có cho mình cái cảm giác tình yêu thật sự thì bạn không còn phải ở trong cái mối quan hệ đó. Ha. Mà khi mà cái tình yêu thật sự dành cho bạn là bạn luôn cảm thấy đủ đầy, không có cảm thấy thiếu thốn và phàn nàn đâu. Còn cái tình yêu nào đó mà bạn cứ cảm thấy ở ừ, không có đúng như mình mong đợi ha cảm thấy muốn bước luôn muốn bước ra khỏi mối quan hệ đó cảm thấy mệt mỏi uhm, cảm thấy không hạnh phúc thì tốt nhất là đừng yêu với người đó không thôi là cũng sẽ không đi đến đâu cả và cái tiếng cười là cái liệu pháp là cái um, phương pháp tốt nhất ha một cái phương pháp chữa lành tốt nhất hãy có một sự là dành thời gian vui vẻ với nhau và có những cái ký ức kỷ niệm hạnh phúc bên nhau tình yêu sẽ làm cái điều thuốc chữa lành đó Ừ. Cho nên là có một số bạn các bạn bận biệu nhưng mà cũng hãy dành thời gian để cho bạn và đối phương cùng nhau trò chuyện, nói chuyện vui vẻ với nhau ha. Cái niềm vui tạo nên hạnh phúc, còn các bạn cứ ở trong cái chai đoạn rồi làm làm lì lì, tranh cãi, mệt mỏi, chiến tranh lạnh là cái mối quan hệ đó dễ tan, dễ vỡ lắm Và nếu như mối quan hệ nào đó dễ tan, dễ vỡ thì có nghĩa cũng đã đến thời kết thúc rồi nếu như hai người không thể giải quyết được Cho nên tháng 10 này thì thấy yêu thương chính mình À, và tập trung vào cuộc sống của mình và cũng biết cân bằng giữa công việc và tình yêu để hai bên có thể um, hòa thuận với nhau ừ. đặc biệt đối với những bạn yêu nhau đó thấy là như vậy còn những bạn mà độc thân cô đơn uh, và cô và có sự kết nối chia tay thì đây thời điểm các bạn hãy dành thời gian uh, dành cho công việc cũng như niềm vui riêng hạnh phúc riêng của các bạn đừng quá kiểm soát hoặc đừng quá chờ đợi trong ngóng gì hết Mọi thứ nó sẽ từ từ diễn ra hoặc sẽ từ từ đến với các bạn khi mà bạn không quá trông đợi Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn thấy là của bạn của người đó bỏ cạp, kim ngưu Market Trong tử cự giải Nhân mã Chữ cái trong tên Chữ N Chữ H, chữ Y dài Chữ Q Chữ O chữ Z, chữ C, chữ M, chữ J, chữ F, chữ W, chữ K, chữ G. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi. Um, cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong cái tháng 10 này và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chưa nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tù 3 các bạn tụ ba là những người có rất là nhiều kiến thức là những người rất là thông minh nhạy bén và có sự thấu hiểu mà bạn là một người kiểu luôn là vừa giữ cái không khí hòa bình nha, trong mọi tình huống ở đây một số bạn có thể là bạn có đạo hoặc là bạn là một người có thể có một cộng đồng riêng một số bạn làm trong lĩnh vực giáo dục cố vấn chia sẻ à, mình thấy hiện tại có thể một số bạn đang muốn học thêm một cái gì đó để phát triển bản thân phát triển sự nghiệp ừ. có thể là bạn cũng đạt được rất là nhiều những cái chiến tích ha ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn ở đây mình thấy có khả năng là các bạn đang ở trong một cái trạng thái cảm thấy cuộc sống của mình có những cái thiếu thốn, có những cái mất mát gì đó trong quá khứ Hoặc là mọi thứ nó không có phát triển như bạn mong đợi ừ. Có thể cũng hay ngẫm nghĩ về quá khứ đau buồn nào đó Có thể một vài bạn đã chia tay, đã ngắt kết nối rồi ừ. Khoảng 50% một số bạn ở đây đã chia tay, đã ngắt kết nối và đang dần dần nhận ra những bài học ở trong tình yêu Hiện tại một số bạn có nhiều điều phải lo lắm ha về tiền bạc tình cảm và bạn chỉ muốn ở một mình thôi muốn dành thời gian cho bản thân và ngoài ra thì các bạn muốn phát triển một cái điều gì đó mới và hy vọng mọi thứ nó sẽ trọn vẹn và có sự gọi là thuận lợi không có quá nhiều những cái chắc chở nữa dường như một số bạn ở đây các bạn hơi bị ngán yêu ha kiểu như là trải nghiệm nhiều thấy nhiều bài học và cảm thấy mình hơi lận đận hoặc là kiểu như là một số bạn các bạn muốn đi tu <laughs> hoặc là kiểu như các bạn không muốn yêu nữa mà các bạn chỉ muốn uh, lo cho công danh sự nghiệp thôi thế một số bạn có tư tưởng như vậy rồi để mình xem qua đối tượng của bạn là ai người này mình thấy có thể là họ là một người cũng uh, sống hướng về gia đình cũng là một người biết lo cho gia đình và ngoài ra có thể cái người này họ cũng khát khao một cái um, tình yêu hoặc là một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc có thể cái người này dường như hai bạn uh, có một cái khoảng cách với nhau hoặc là có thể hai người chưa gặp mặt được nhau à, có thể hai người sống xa nhau yêu xa ha. Ở đây mình thấy người này là một người có rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống của họ công việc thì rất là nặng nề hoặc là có thể họ gánh vác cho gia đình nữa hoặc có một số trường hợp với người này họ đã chia tay ly dị uh, hoặc là có con riêng uhm. người này mình thấy khi họ yêu thì họ cũng rất là nhẹ nhàng từ tốn cũng là một người sống rất là tình cảm và họ dường như có khuynh hướng ôm mọi thứ vào mình hơi ôm đờm hoặc là lo lắng cho chuyện người khác Hai người này họ làm trong lĩnh vực liên quan đến kiến tạo, xây dựng hoặc là liên quan đến nhà cửa. Ở đây có một số bạn có thể các bạn mới quen hoặc là trên tình bạn dưới tình yêu cầu rớt hoặc là mới quen, mới yêu nhau khoảng thời gian gần đây thôi. Thấy là như vậy. Rồi để mình xem coi đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì cảm xúc và hành động họ dành cho bạn thế nào trong cái tháng 10 này. Thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. ở đây mình thấy những bạn nào yêu nhau thì nói chung cái người này họ đấy đánh giá bạn là một người rất là có giá trị ha một cái kho báo. là ừ. cảm xúc là họ dành cho bạn cảm xúc yêu và họ cũng có nhiều cái khát khao ước mơ ước muốn về các bạn Và có thể cái người này họ xem bạn là duy nhất là cái người mà họ thích họ muốn tiếp cận tiếp xúc và có thể là muốn du lịch với nhau à, ở đây mình thấy có thể là Người này họ cảm thấy bạn có gì gì đó hơi bí ẩn hoặc họ rất là muốn biết bạn. Rất là muốn biết sâu về các bạn, muốn tìm hiểu sâu hơn, rõ ràng hơn. Có thể là bạn với họ là một cái khởi đầu mới của nhau cho nên là cái người này họ cũng cảm thấy đầy sự hy vọng, đầy sự gọi là kỳ vọng cho cái mối quan hệ này. Và họ chỉ duy nhất có mình bạn mà thôi và họ cũng rất là muốn đầu tư để cho cái tình yêu này nó đơm hoa kết trái, nó phát triển. Ừm. Uhm. Và cái tình cảm này có thành hay không mình thấy ở các bạn á ha, Kiểu như bạn có chấp nhận cái người này hay không Còn riêng cái người này thì nói chung là họ yêu, họ thích các bạn Và họ có một sự tập trung vào các bạn là nhiều Nhưng mà cái người này cũng đôi khi cũng rất là bận biểu trong công việc Hoặc là một số bạn quan sai có thể cái người này Khi mà tìm hiểu một khoảng thời gian cái người này họ sẽ... Uh, đi du lịch đến với các bạn. Họ sắp xếp công việc cho xong thì họ sẽ tiến đến và có thể lên kế hoạch cho những cái điều đó nữa. À, người này có thể họ rất là rõ ràng với bạn ngay lúc đầu. Thì mình thấy là như vậy. Còn những bạn nào mà gọi là kiểu um, cầu rớt thì cái người này họ muốn uh, tỏ, tỏ tình muốn cái nói tình yêu với bạn trong tháng 10 này nhưng mà họ cũng không biết là bạn có uh, có thích họ hoặc là bạn có chấp nhận hay không Nhưng mà mình thấy dường như người này sẽ rất là cố gắng Người này có thể là họ có một cái sự cảm thấy Họ rất là muốn bạn cùng với họ đã Xây đắm tình yêu Nhưng mà họ thấy bạn có sự hơi ơ hờ Hoặc là bạn không có quan tâm mấy cho lắm ừ. Nhưng mà có thể họ cũng sẽ thấy bạn có giá trị Và họ cũng sẽ cố gắng để có thể um, Tán tỉnh được các bạn chẳng hạn đây những bạn nào yêu nhau thì mình thấy đôi lúc các bạn cũng hơi có sự gọi là không có hiểu nhau hoặc là có thể là có những cái lời nói gây tổn thương nhau hoặc là hiểu lầm nhau hoặc là do bận rộn không có nhiều thời gian dành cho nhau nó khiến cho mối quan hệ bị mất cân bằng đó cho nên là mình thấy là đặc biệt các bạn nữ ở đây hay suy si nghĩ lo lắng uh, nghĩ ngợi và đôi khi có thể năng là um, uh, có điều gì đó các bạn nữ này cảm thấy không có phù hợp cho nên là hoặc là cảm thấy như là có những cái điều gì đó bạn nữ cảm thấy hơi lo lắng hơi sợ có ai đó trong mối quan hệ này cho nên là các bạn nữ ở trong cái giai đoạn này rất là hay bị cân bằng nó, cái, cái 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 suy nghĩ của bạn có sự nó hơi lệch lạc hoặc là nó hơi lo lắng nhiều cho nên là cái mối quan hệ này có thành thay bại mình thấy là do các bạn nữ này đó có biết kiểm soát chính mình hay không và suy nghĩ của mình hay không và biết nhìn nhận một thứ rõ ràng hay không nếu như các bạn không biết phân tích vấn đề hoặc không làm rõ ràng mọi thứ giữa hai người thì rất là dễ các bạn nữ này sẽ chọn cái phương thức rời đi hoặc là khiến cho mối quan hệ này có sự tranh cãi, chia tay ngay cách nói mặc dù cái người nam này rất là chủ động hoặc là một số bạn nữ ở đây mình thấy có thể là bạn quen một ai đó trước khi các bạn nói đến câu chuyện tình yêu các bạn phải tìm hiểu kỹ cái người này đã có gia đình hay chưa có thể một số bạn các bạn gặp một số người họ đã có gia đình rồi hoặc là họ che giấu gì đó cho nên mình thấy các bạn nữ sẽ có một cái sự gọi là rời bỏ những cái người không phù hợp với mình ha. nên là trong cái giai đoạn tháng 10 này một số bạn nếu mà yêu đương đã có một cái tình yêu khá là bền vững và có sự hiểu rõ về nhau thì có thể các bạn biết cân bằng thì cái tình yêu này có thể các bạn sẽ hài hòa và ngoài ra thì có khả năng cái người này cũng sẽ luôn hành động chủ động với các bạn ừ. Còn việc các bạn có giữ được mối quan hệ này hay không là do các bạn cái, cái suy nghĩ hoặc là biết kiểm soát cảm xúc của mình hay không ừ, Có làm rõ vấn đề hay không nha yeah. Còn cái người nam này là mình thấy luôn chủ động ừ, Và ngoài ra thì à, nếu như các bạn gặp một cái người mà kiểu yêu các bạn vì tình dục Chứ không phải tình yêu, lợi dụng hay gì đó Mình thấy có một số bạn sẽ quen một người khác ừ. Có thể trong cái tháng 10 này các bạn sẽ nhận ra một cái sự thật gì đó Để các bạn có thể đưa ra những quyết định cho chính mình trong tình yêu thấy có nhiều bạn có khả năng là cảm thấy quen một ai đó không phù hợp cho nên bạn sẽ kết thúc và quen người khác à, vân vân cho nên là trong tháng 10 này những mối quan hệ nào đó gọi là không phù hợp sẽ lần lượt rời đi và bạn sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng mà thực sự là có một số mối quan hệ mà nó rời đi là các bạn may mắn bởi vì nếu mà tiếp diễn thì có khả năng là sẽ gây khổ cho nhau hoặc là nghiệp nợ nghiệp chướng cho nên là có thể một số bạn sẽ khoảng 3% trăm ở đây một số người đang yên một ai đó không phù hợp với tần số năng lượng của các bạn không hiểu nhau hay tranh cãi với nhau sẽ có sự gọi là cái màn ra ra đi ha một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 nhưng mà mình thấy các bạn nữ ở đây ai đi rồi cũng sẽ có người tới thôi ăn thua các bạn chọn lựa thôi mình thấy các bạn là cái người quyết định mình mình sẽ độc thân hay là mình sẽ có mối quan hệ kiểu vậy cái người quyết định cho mối quan hệ là mình thấy là các bạn nữ à. À, những bạn yêu nhau thì có thể năng là các bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của nhau có thể hai người bận rộn căng thẳng mệt mỏi vì tiền bạc công việc và nếu như các bạn không hiểu không không có một cái sự kỹ lưỡng có sự vội vàng phán xét đối phương thì rất là dễ chia tay và ngắt kết nối nha và có khả năng cái người này họ luôn muốn làm rõ ràng cho các bạn biết mọi việc mọi sự nhưng mà đôi khi á, mệt quá mà cứ bắt phải gọi là kiểu giải thích này nọ kia họ cảm thấy đuối cảm thấy căng thẳng và họ sẽ chọn phương thức cho bản thân của mình được bình yên ừ. khi mà yêu một cái mối quan hệ nào đó mà cứ luôn nghi ngờ đối phương khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng hoặc là bạn đi bạn yêu ai đó bạn cứ bị người khác nghi ngờ hoài bạn sẽ cảm thấy um, rất là tủi thân rất là buồn cảm thấy không được trân trọng cảm thấy không được tin tưởng và các bạn sẽ có một cái sự gọi là cái vết nứt ừ, từ từ nó sẽ to hơn và khiến cho mối quan hệ đó không thành công ừ. cho nên cái mối quan hệ này dường như có thử thách là liên quan đến niềm tin ha, và sự an toàn và cái sự cân bằng với sự cho đi và nhận lại và cái sự kiểm soát cảm xúc thì những bạn yêu nhau như vậy còn những bạn nào mà gọi là ngắt kết nói chia tay nó cái nó chia tay thì mình thấy có thể là có khoảng 20% phần trăm một số bạn đang nghĩ đến cái đối tượng nào đó đã có người yêu rồi thì nói chung là họ đã rời đi thật rồi ha không còn nghĩ đến nữa đâu ừ. Uhm. Ờ, ngoài ra thì có khả năng có khoảng 10% một số người mới vừa chia tay thì có khả năng người này cũng muốn làm lại, cũng muốn kết nối lại. Nhưng mà bạn có muốn quay trở về hay không là chuyện ở các bạn nữa. Bởi vì có thể là trong mối quan hệ này có thể là hai người còn phải có sự cân bằng. Và có thể là trong lời ăn tiếng nói phải có sự kiểm soát hoặc là không có thao túng hoặc là nghi ngờ nhau hoặc là có sự gọi là kiểm soát quá mức. Thì có khả năng mối quan hệ này nó bền vững còn nếu mà có sự quay lại cái người này hành động nhưng mà cuối cùng họ lại khiến cho bạn cảm thấy không phù hợp hoặc là không có thể giải quyết được vấn đề cứ ở trong cái trạng thái mông lung hoặc không có đối mặt với vấn đề để làm rõ cứ có một cái sự kiểu như là quay về để so dịu so dịu xong rồi lại nghi ngờ nhau cứ ở trong vòng lặp hoặc là so dịu rồi lại có một cái sự chứng na tật nấy thì có thể một số bạn sẽ kết thúc hoàn toàn Và mình thấy một số bạn kết thúc hoàn toàn thì có khả năng của bạn cũng sẽ tìm được những người khác tiến vào Nhưng mà như mình nói là các bạn hãy chọn lựa phù hợp để tránh do dưa gặp do dừa Mình thấy là như vậy Nói chung là các bạn nữ trong tháng 10 này cũng có đối tượng xuất hiện, cũng có tình yêu đến Nhưng mà có giữ vững được hay không là ăn thua ở cái cách yêu giữa hai người, có phù hợp hay không thôi Và ngoài ra một số bạn có quen cầu rớt thì mình thấy giai đoạn này thì có thể cái người này họ cũng muốn tỏ bài tình yêu. À, dường như mình thấy có nhiều cầu rớt xuất hiện cho nên là bạn cứ bình tĩnh và xem xét cho em người nào thực sự muốn chủ động với các bạn và muốn đi đến lâu dài. Và có sự thật lòng họ đến với bạn không vì bất cứ điều gì chỉ là một cái tình yêu vô điều kiện. Thì bạn có thể kết nói còn mình thấy có những cái người họ đến với bạn vì tình dục hoặc là yêu theo kiểu cảm kiểm soát thao túng bắt bạn phải làm những gì mà họ không thích ô những gì mà bạn không thích họ bắt bạn làm những gì mà bạn không thích à, hoặc là họ có những bí mật gì đó bạn tìm ra được bí mật và sẽ có một cái sự gọi là um, rời khỏi như vậy cho nên là mình thấy là có nhiều correct xuất hiện thì việc của các bạn hãy quan sát và cân nhắc tìm hiểu kỹ để xem coi có xứng đáng để mình đầu tư hay không nha yeah. rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, Nam sang ra bài thì cảm xúc và hành động của họ dành cho bạn thế nào trong tháng 10 này? đây trong tháng 10 này những bạn yêu nhau thì các bạn nam các bạn muốn an toàn trong tình yêu thì phải có một cái sự rõ ràng với người này họ cần biết điều gì thì bạn cung cấp cái điều đó chứ bạn đừng có sự kiểu tỏ ra bí ẩn khiến cho cái người này họ nghi ngờ hoặc là có những câu nói chơi gì đó thì có khả năng cái người này họ hay đặt tâm tư vào lắm người này trong tháng 10 này có nhiều nỗi sợ hoặc có những cái lo lắng ám ảnh gì đó trong quá khứ hoặc là có những cái suy nghĩ hơi thị tiêu cực hơi bị kiểm soát cho nên là nếu mối quan hệ này mà các bạn không rõ ràng không cho họ cảm thấy an toàn Xoa mm, so dịu cảm xúc của người này, Xoa so dự nỗi sợ của người này thì rất là uh, dẫn đến cái giai đoạn chia tay. nhớ cái nói nha. Bởi vì cái người này hơi nóng trong người hơi khó chịu, hơi bức bối hoặc là cảm thấy không được quan tâm, à, cảm thấy hơi lo sợ có người thứ ba chen chân. họ có khuynh hướng uh, hơi giữ, giữ, uh, kìm giữ cái mối quan hệ, kiểm soát cái mối quan hệ hoặc là kiểm soát các bạn. hoặc là họ cảm thấy trong cái giai đoạn này bạn dường như có sự kiểu như là nếu bạn có sự đòi hỏi quá nhiều về chuyện tình ái hoặc là bạn có sự thao túng hoặc bạn có sự kiểu tỏ ra im lặng silent treatment với họ, đối xử với họ một cách gọi là chiến tranh lạnh để đòi được cái muốn mà bạn thích thì cái người này họ sẽ làm cho ra lẽ luôn. Họ người này họ không muốn ai thao túng, không muốn ai gọi là dựa lấy lấy danh nghĩa là tình yêu bắt họ phải làm thế này hay còn thế còn nọ hay kia trong khi họ cảm thấy là không đúng đắn nha. Yeah. Nếu như các bạn không biết gọi là kiểm soát thì sẽ rất là dễ mất cân bằng hoặc là Uh, hiểu lầm hoặc là tranh cãi ừ. thậm chí khả năng là cái người này họ cảm thấy họ chịu đựng quá sức thì họ sẽ chia tay kết thúc luôn người này rất là quả quyết và quyết đoán trong thời điểm này người này cũng có tính hơi nghi ngờ nữa và việc của các bạn là chỉ cần thể hiện cho họ cảm thấy an toàn và nói chuyện một cách rõ ràng và có sự quan tâm ân cần lẫn nhau là được thôi cái người này chỉ cần cái sự rõ ràng ha còn họ thì họ cũng rất là đi lâu dài với các bạn chứ họ cũng không có để bản thân của mình bị cám dỗ nhưng mà ăn thua là cái mối quan hệ này bạn là cái người sẽ hành động ra sao để cho họ thấy được cái sự gọi là chắc chắn ừ. mình thấy một số bạn có thể là quan xa yêu xa hoặc là ừ, có khoảng cách đó. thì có thể người này rất là mong muốn bạn sẽ giải quyết cái vấn đề này hai người sẽ gặp gỡ nhau hoặc cho họ thấy được là ừ bạn thực sự đầu tư bởi vì trong tháng 10 này dường như hai người đều mệt mỏi hoặc có vấn đề về sức khỏe hoặc bất cứ điều gì mà họ cảm thấy bạn cứ gọi là ôm lấy mình, tập trung vào chính mình, uh, tập trung vào công việc và không có sự quan tâm đến họ thì cái người này họ sẽ cảm thấy rất là bị thiếu hụt hoặc cảm thấy tình yêu phai nhạt dần và cảm thấy có những cái sự gọi là bất an. Bất an thì đâm ra cái người này họ không kiểm soát được cái cảm xúc của mình thì rất là dễ có chuyện. Uh, và ngoài ra thì có thể cuộc sống của họ cũng trải qua nhiều khó khăn, nhiều cạnh tranh, nhiều mệt mỏi, nhiều áp lực cho nên là họ cũng rất là muốn có người yêu có thể chia sẻ, quan tâm và ân cần với họ nha người này họ luôn cảm thấy một mình trong mối quan hệ này luôn phải tự mình phải cố gắng rồi giải quyết mọi thứ và không có được một cái sự đồng hành với các bạn họ cảm thấy rất là buồn và lẻ loi và cô độc À, những bạn yêu nhau thấy như vậy còn những bạn nghe cái nói chia tay thì có thể năng là cái người này họ vẫn còn giận hoặc là có thể họ có sự gọi là cảm thấy mối hệ này có nhiều ám ảnh hoặc là lo sợ hoặc là kiểu cảm thấy bạn là một người luôn bảo vệ chính kiến luôn mình là một người có một sự gọi là không có yêu họ thật lòng và yêu bản thân mình nhiều hơn ừ. và có khả năng là cái người này không muốn ở trong cái trạng thái cứ lo sợ trong tình yêu lo lắng trong tình cảm mà không có cái kết quả gì cả Ừ. Và hoặc là sợ bị thao túng hay gì đó và cái người này mình thấy họ có khuynh hướng là sẽ tập trung vào bản thân chứ họ sẽ không quay về hoặc là họ uh, kiểu như níu kéo ừ. còn bạn có quay về hay không là bạn phải làm rõ suy nghĩ của mình hoặc là nhìn nhận vấn đề giữa hai người và cố gắng khắc phục thì may ra còn không cái người này họ sẽ kiểu như là quyết đoán và dứt khoát luôn nha yeah. họ không có muốn gọi là ở trong một mối quan hệ quá nhiều sự tiêu cực và quá nhiều cái sự khiến họ cảm thấy mất cân bằng Và ngoài ra thì có thể um, Cái người này họ cảm thấy là Trong mối tình yêu này có những cái vấn đề cần phải kết thúc Thì mới có thể giúp hai người hạnh phúc được kiểu như là vậy Ừ Cho nên những bạn làm cái nó chia tay có thể cái người này đôi khi có thể họ cũng mong ngóng tin tức hoặc là họ cũng rất là hy vọng hai người sẽ có thể khắc phục được nhưng mà khi mà cái sự gọi là kiểu thất vọng nó lên cao rồi thì cái người này họ sẽ kết thúc hoàn toàn bởi vì ăn thua ở bạn có biết níu giữ hay không còn bạn không níu giữ thì thôi ha chứ người này họ sẽ không thay đổi chính mình ha không có sự gọi là đè ép hoặc là gây cho mình cái sự đau khổ để chiều lòng các bạn cái vậy cái người này là họ nghĩ như vậy yeah. hoặc là những bạn cái nó chia tay bạn tập trung vào công việc nhiều quá tập trung vào bản thân yêu thương bản thân nhiều quá mà không nghĩ đến họ thì họ cũng kết thúc luôn bởi... và cái người này họ sẽ có một sự thực hiện những cái điều mà họ muốn thực hiện ước mơ đam mê bản thân của mình công việc sự nghiệp của mình phát triển um cơ phát triển kiểu như là bề ngoài lẫn bên trong bên trong lẫn bên ngoài có một sự toàn diện hơn để có thể thu hút được một cái người xứng đáng à, tìm hiểu một cái người mới nha yeah. bởi vì có thể như mình nói là đây họ nghĩ rằng ở ừ, cho mối hệ này nhiều cơ hội rồi nhưng mà không thấy tiến triển gì hết cho nên kết thúc luôn ừ. Ừ. những bạn nào yêu nhau thì như mình nói giai đoạn này rất là dễ kết thúc chia tay đó nha nếu như các bạn không có cân <laughs> bằng như mình miêu tả nãy giờ nhắc nhở nãy giờ thì rất là dễ đưa ra một cái quyết định là mỗi người mỗi hướng và sẽ tập trung vào sự nghiệp và ước mơ của bản thân người này nói chung là họ luôn mơ ước bạn sẽ thành công trong sự nghiệp rồi bạn uh, nhanh chóng cho họ cái cuộc sống hạnh phúc ha, tiến đến hôn nhân nhưng mà nếu mà bạn không cho họ được bất cứ điều gì bạn luôn ở trong trạng thái dậm chân tại chỗ uh, và luôn ở trong cái trạng thái khiến như mối quan hệ này trở nên ạch uh, y, trì y, trệ thì họ không có muốn chờ đợi lâu lắm nữa họ sẽ có một sự kết thúc luôn ừ, họ muốn giải phóng chính mình giải phóng nhưng mà họ cũng có sự cầu mong cho bạn hạnh phúc như vậy còn những bạn nào cờ rớt mà họ không cảm thấy an toàn không họ người này rất là lý trí và họ rất là tỉnh họ rất là biết chọn lọc cho nên là họ cảm thấy ừ bạn không có đáp ứng được gì cả Hoặc là bạn không có chủ động Hoặc là bạn khai khiến cho họ cảm thấy bất hang lo lắng nghĩ ngợi à, Bạn luôn làm theo ý mình hay gì đó vân vân Hoặc là khiến cho họ cảm nhận như bạn đến với họ chỉ vì tình dục thôi á Người này kết thúc luôn Thà họ một đơn, một mình cô đơn Họ tập trung vào tương lai Chứ họ không muốn ở trong những cái mối quan hệ cứ nhùng nhằn rồi Không đi đến đâu Hoặc có quá nhiều cái sự gọi là bất cập ha. Nhiều cái sự gọi là tiêu cực Người ừ. này đã trải nghiệm nhiều rồi Cho nên là khi mà bạn không đáp ứng được cái mong muốn nhu cầu của người này về cái tính cách người này đòi hỏi một cái người có tính cách tốt một cái người cho họ có tình yêu vô điều kiện chứ không phải là áp lực không có sự tranh cãi người này mà khi tình yêu mà cảm thấy uh, tranh cãi với người này nhiều quá và họ có sự háo thắng quá và họ không có thay đổi bản thân để có thể làm hòa với nhau thì coi như là người này họ sẽ kết thúc họ không có muốn mất thời gian của bạn và họ Yeah, cho nên những bạn nào cờ rớt thì nên biết cách tiếp cận đối tượng hoặc là hiểu ý người này thì có khả năng là bạn cũng sẽ chinh phục được còn không hiểu ý là cái người này họ sẽ cho đi xa luôn mà nhưng mà cũng bà các bạn không cần phải giả vờ là như thế này thế nào đấy kia để đáp ứng cái đối tượng bởi vì bạn sẽ không giữ được cái lâu dài cái sự giả vờ đó đâu cho nên có thể hiện là chính mình nếu hợp thì đi tiếp còn không hợp thì nếu hợp thì hai người sẽ có sự gọi là kết nối còn không hợp thì thôi đỡ mất thời gian của nhau khi mà mọi vấn đề nó xuất phát từ trái tim thì không có chuyện đúng hoặc là sai mỗi cái lựa chọn bạn mà điều ra đều gọi là đưa cho bạn cái sự mở rộng cái sự thấu hiểu về cuộc sống và tình yêu ha các bạn cũng có những cái sự lãng mạn ở đây ừ. hoặc là các bạn cần phải rót cái sự lãng mạn của cái tình yêu này à. sự ngọt ngào hơn giữa hai người à. và sự thấu hiểu thì cái tình yêu này mới bền vững còn các bạn rót cái sự nghi ngờ sự áp lực sự căng thẳng sự bí mật sự gọi là kín đáo sự che giấu rồi sự gọi là um, sẵn sàng tranh cãi với nhau thì cái tình yêu này nó sẽ không thành công đâu và cái việc là vui cười đó là cái biện pháp tốt nhất ha hãy có dành thời gian cho nhau để có thể hạnh phúc bên nhau và có những kỷ niệm đáng nhớ tình yêu là những cái sự chủ lành lớn là cái phương thức chủ lành lớn nhất cho nên là một số bạn yêu nhau, đặc biệt các bạn nên tạo không gian thời gian để hạnh phúc, vui vẻ hoặc là có sự gọi là hẹn hò với nhau. Đặc biệt các bạn nam á, là cái người phải chủ động cái vấn đề này. Ừ. Hoặc là những bạn nào đang cô đơn, đang độc thân thì hãy tìm kiếm niềm vui cho chính mình. Ừ. Yêu thương chính bản thân mình. Nha. Thời điểm này thì các bạn cần phải có một sự gọi là chấp nhận để cho những cái cũ Uh, nó rời đi trước khi những cái mới nó bước vào cuộc sống của các bạn hãy có sự buông bỏ kiểm soát và mọi thứ nó sẽ được gọi là um, thực hiện ha. được cho chảy thuận lợi mà các bạn cứ kiểm soát các bạn cứ gọi là cố chấp thì các bạn sẽ càng mệt mỏi và wow, có rất là nhiều thông điệp khi mà các bạn rời khỏi thế giới này thì rất là nhiều thông điệp liên quan đến tụ hai bạn rời khỏi thế giới này thì bạn không mang được đất bất cả bất cứ điều gì cả và chỉ có linh hồn và cái ký ức của các bạn khi mà bạn chia sẻ với những người yêu thương của mình thôi cho nên là bạn hãy biết tạo ra nhiều kỷ niệm tốt đẹp với người yêu người thân chính mình ha và đừng có để những cái sự phán xét những cái sự chống đối những sự tranh cãi nó gây cho bạn cái sự đau lòng đau buồn Một số bạn ở đây là mình thấy có khả năng cái đối tượng của bạn họ muốn nói với bạn rằng mặc dù hai bạn có sự xa cách nhau về mặt thể chất, về địa lý Tuy nhiên thì tinh thần các bạn luôn có sự kết nối với nhau, hai bạn có sự tâm linh tương thông với nhau ừ. à, Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn thấy là bạn của bạn là của người đó, song tử, sự nữ bò cạp sông ngư ma kết kim ngưu chữ cá trong tên chữ v chữ a chữ g chữ e chữ u chữ d hoặc đờ chữ t chữ k chữ x chữ n chữ w chữ L và chữ E. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ tụ 3 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh nó đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.